sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho não bộ Blackmore Kinko Forte. Hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người cách kiểm tra hàng chính hãng của sản phẩm Blackmore Kinko Forte nhé. Diện của sản phẩm Blackmore Kinko Forte mọi người này, thì trên mỗi một cái sản phẩm nó sẽ có một cái tem phụ. Theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, với hàng nhập khẩu thì nó phải có tem phụ. Trên tem phụ nó sẽ phải có thành phần chính, hạn sử dụng, ngày sản xuất, công dụng, lưu ý, cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, quy cách đóng gói, xuất xứ, nó được sản xuất tại đâu, đơn vị thực hiện công đoạn sản xuất, dạng bào chế của sản phẩm, địa chỉ công ty nhập khẩu, phân phối, chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa. Trên tem phụ sẽ có đầy đủ thông tin rõ ràng và chính xác để cho người mua có thể hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Và đi kèm mỗi một sản phẩm Blackmore Kinko Forte thì nó sẽ có một cái giấy đăng ký bản công bố của sản phẩm để người dùng có thể hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Bên An sẽ photo cái giấy đăng ký tiếp nhận bản công bố sản phẩm này để gửi kèm cho mọi người. Tại vì nó là sản phẩm thực phẩm chức năng uống vào cơ thể, thế nên là người mua và người dùng đều rất là phải cẩn trọng nhé. Mỗi một cái sản phẩm được gửi đi, bên An sẽ gửi kèm một thư cảm ơn. Đây là lời cảm ơn rất là chân thành và sâu sắc của nhà An Trần, xin được gửi đến tất cả các khách hàng của nhà An. Cũng như là trên mỗi thư cảm ơn thì sẽ có số điện thoại để khách hàng có thể liên hệ với bên An Trần qua Zalo hay là gọi qua hotline. Xin được cảm ơn tất cả các khách hàng đã mua hàng và sử dụng sản phẩm nhà An Trần Authentic.